thế nào đây? Bên trên, những cái đèn trắng kia, nó dùng để làm gì? Tần thư, đây là quốc bảo thứ hai từ đất nước Ba Tư của chúng tôi. Đàn không dây. Nó không có dây, nhưng có thể đàn lên những âm thanh tuyệt vời nhất thế giới. Nếu cô có thể đàn được một khúc hoàn chỉnh thì cô thắng. Cái đó, công chúa điện hạ muốn chơi bài, cầm kỳ thi họa, hay cưỡi ngựa và bắn cung. Những thứ này đã quá cũ rồi. Một công chúa không muốn so tài mấy thứ đó. Tôi muốn so tài với cô.